Tiếp tục chương trình là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đối với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam thì đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI luôn được xem là một nguồn tài chính quan trọng. Tuy nhiên thì mới đây, việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đề nghị Bộ Công Thương không đồng ý cho Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT triển khai dự án nhà máy lọc dầu Nhân Hội tại tỉnh Bình Định đã khiến cho dư luận bất ngờ. Vì sao PVN lại phản đối dự án có trị giá lên tới con số 27 tỷ đô la Mỹ? Có lẽ là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm. Để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin, chúng tôi đã mời tới trường quay chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì xin được mời ông cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin tổng hợp về dự án 27 tỷ đô la Mỹ này. Dự án lọc hóa dầu trị giá 27 tỷ đô la Mỹ do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan làm chủ đầu tư, dự kiến đặt tại khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án có quy mô dự kiến 660.000 thùng một ngày, gấp gần 5 lần công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nguồn dầu thô của nhà máy sẽ được nhập khẩu từ Trung Đông, Châu Phi và Nam Trung Mỹ. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất khoảng 11 sản phẩm lọc dầu và 10 sản phẩm hóa dầu. Mục tiêu chính là xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và các nước trong khu vực. Còn Việt Nam gần như chỉ là địa điểm chế biến trung gian. Nếu được thông qua, dự án sẽ bắt đầu khởi công vào quý 1 năm 2016 và đi vào hoạt động từ năm 2019. Về nguồn vốn đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan PTT dự kiến chiếm 1/3. Các đối tác chiến lược là các nhà cung cấp dầu thô chiếm 1/3 và vốn của đối tác Việt Nam chiếm 1/3. Được biết, PTT là một trong những tập đoàn hàng đầu của Thái Lan và xếp thứ 95 trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do tạp chí Fortune xếp hạng năm 2012. Theo danh sách này, doanh thu của PTT là 79 tỷ đô la Mỹ với lợi nhuận 3,4 tỷ đô la Mỹ. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, không biết là với một dự án với quy mô lớn như vậy thì nếu thực sự được triển khai sẽ mang lại những lợi ích gì cho đất nước, rồi cho địa phương và cả cho thị trường xăng dầu của chúng ta? Vâng, dù cho đến nay vẫn còn phải rất nhiều các thông tin để chúng ta xem xét một cách toàn diện, cũng như cần phải làm rõ rất nhiều những cái nội dung trong những cái dự án khả thi tới đây. Tuy nhiên, xét về mặt logic hình thức, chúng ta thấy rằng là dự án này nếu được triển khai trên thực tế chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều những cái tác động lan tỏa ở nhiều mặt. Trước hết là nó sẽ trực tiếp làm tăng cái tổng cung về xăng dầu thành phẩm cũng như những cái sản phẩm liên quan đến hóa dầu cho thị trường trong nước cũng như cho thị trường nước ngoài. Và cái điều này nó sẽ giúp trực tiếp cải thiện cái cơ cấu kinh tế của Việt Nam theo cái hướng là gia tăng những cái sản phẩm xuất khẩu có giá trị và giúp khẳng định cũng như là nâng cao cái vị thế của Việt Nam trong cái ngành hóa dầu trên thị trường thế giới. Bởi vì đây nếu mà được thực hiện nó sẽ là một trong 6 cái dự án lớn nhất về hóa dầu trên thế giới. Và với cái công suất là tới 30 triệu tấn dầu thô năm, gấp gần 5 lần cái công suất của nhà máy lọc hóa dầu của Dung Quất hiện nay ấy, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một nguồn cung lớn. Và nếu nguồn cung này mà được một phần tiêu thụ trong nước ấy, thì nó sẽ giúp ổn định và cân đối tốt hơn cái cung cầu trong nước và giúp cạnh tranh thị trường cao hơn. Và từ đó nó sẽ giúp minh bạch hóa giá cả cũng như là giúp giảm cái giá bán ra, bán lẻ, đồng thời là nó giảm bớt được những cái vật vã về giá xăng dầu mà chúng ta đã từng chứng kiến trước đây. Bên cạnh đấy, nó còn thúc đẩy cái quá trình tái cấu trúc nền kinh tế nói chung, cũng như là nền kinh tế của địa phương theo cái hướng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời là tạo ra nhiều việc làm mới, tạo ra thu nhập cho người dân, cũng như là sẽ có thể đóng góp tốt hơn vào cái nguồn thu ngân sách. Vâng, có lẽ là một cái thông tin mà rất nhiều người quan tâm và chú ý, đặc biệt là ủng hộ, đó là việc chúng ta có thể mua xăng dầu với giá rẻ hơn. Vậy thì theo ông, có những lợi ích to lớn đến như vậy, tại sao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN lại ngay lập tức đề nghị Bộ Công Thương không phê duyệt dự án này? Có nhiều lý do khách quan và chủ quan, nhưng tựu chung lại chính thức thì PVN nại ra ba cái lý do lớn để mà phản đối cái dự án này. Trước hết là về mặt pháp lý thì dự án này là không có trong quy hoạch, và với nguyên tắc không có trong quy hoạch thì sẽ không được triển khai. Đấy như là một cái lý rất lớn mà PVN nại ra. Thứ hai là nếu giả sử có được phê duyệt thì cái dự án này lại nằm rất gần những cái dự án mà đã được phê duyệt, và như vậy nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là cài răng lược rất là gần, và nó sẽ không có lợi cho vấn đề mà phát triển về mặt an toàn cũng như là tạo ra những cái cạnh tranh trực tiếp.
Và cái thứ ba nữa là nó tạo ra cái nguy hiểm về thừa nguồn cung. Và như vậy nó sẽ gây ra cái áp lực cho cái khả năng bao tiêu sản phẩm của PVN, cũng như là làm giảm cái hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Nghĩa là tóm lại thì PVN cũng xuất phát từ những cái căn cứ pháp lý và những cái lợi ích chung để mà có những cái phản đối. Đó, theo quan điểm của PVN. Còn theo quan điểm của ông, một chuyên gia kinh tế, thì ông thấy rằng là những luận điểm như vậy thì nó có hợp lý và thuyết phục hay không? Chúng tôi cho rằng là nếu nhìn khách quan ấy, thì cũng có những điểm hợp lý và cũng có những điểm cần phải suy nghĩ để mà tạo ra một sự thuyết phục ở mức độ rộng hơn. Tức là thuyết phục không phải chỉ là thuyết phục chính phủ, mà cũng không phải chỉ thuyết phục PVN hay là thuyết phục người dân, mà nó phải tạo ra một cái sự thuyết phục chung. Với tình hình đấy, chúng tôi cho rằng là nếu căn cứ vào những cái lý mà PVN đưa ra thì trước hết là về mặt quy hoạch, thì theo cái báo cáo của Chủ tịch tỉnh Bình Định ấy, thì thậm chí từ năm 2006 chính phủ trực tiếp và Thủ tướng đã có một cái công văn là cho phép là cái khu kinh tế Nhân Hòa này là Nhân Hội ấy, là có được cái dự án về xăng dầu. Tuy nhiên rất tiếc là cái lúc mà thông qua cái quy hoạch lại không có. Và chính vì thế hiện nay tỉnh Bình Định với cả PTT mới đang làm cái động tác là bổ sung, đề nghị Thủ tướng bổ sung một quy hoạch. Cho nên về mặt lý thì có thể được điều chỉnh. Bởi vì thực ra quy hoạch cũng giống như các chính sách khác, có thể điều chỉnh nếu như nó hợp lý. Cái thứ hai nữa là xét về mặt địa điểm thì chắc chắn là theo như tỉnh nói là địa điểm nó cũng đủ xa để an toàn. Và thực tế cho thấy ở những nước như là Singapore, một tổ hợp những cái ngành gần nhau đã tạo ra thành một cái vùng kinh tế, một cái vùng công nghiệp rất là tốt. Và nếu mà có sự tác động lan tỏa, nó sẽ tạo ra một sự liên kết tốt. Thế nên là cái tính chất gần nhau đấy thì cũng có thể giải quyết được. Còn xét về mặt thừa nguồn cung và bao tiêu sản phẩm, chúng tôi cho rằng đây là một cái lý mà cũng xứng đáng để mà suy nghĩ. Bởi vì rõ ràng là trong quy hoạch thì là nó có những cái nguồn cung dựa trên cơ sở các cái dự án đã được thông qua. Còn nếu mà dự án vượt trội tạo ra thì chắc chắn sẽ tạo ra nguồn cung vượt trội. Và như vậy nó sẽ gây cái nguy cơ là cạnh tranh trực tiếp cũng như là khả năng hoàn vốn của những dự án đã đầu tư trước đây. Và nó tạo ra cái rủi ro chính sách. Thì chúng tôi cho rằng là có thể thuyết phục được điều đó, xử lý điều đó bằng cách là xuất khẩu. Và chỉ cho nhập tiêu dùng nội địa những cái phần mà các công suất đang còn thiếu. Thì như vậy nó sẽ tạo ra một sự thuyết phục chung. Có rất nhiều điểm mà theo ông thì thấy rất là hợp lý. Tuy nhiên thì ông nghĩ như thế nào, quan điểm của ông ra sao nếu như có ý kiến cho rằng là đây là một chiêu để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN bảo vệ lợi ích của mình và ngăn cản cạnh tranh lành mạnh? Thực ra PVN là một cái tập đoàn nhà nước. Trên họ bảo vệ lợi ích của mình cũng chính là bảo vệ lợi ích của nhà nước. Đương nhiên trong bối cảnh nào đó và cũng như trong một góc độ đó thì nó cũng gắn liền với lợi ích ngành. Trong cái bối cảnh hiện nay thì rõ ràng đây là một trong những cái mà công luận không hài lòng nhất, và PVN cũng cần phải có những cái giải trình, thậm chí có những sự thương lượng để nó tạo ra một sự hài hòa lợi ích. Nếu như là sợ thừa cung thì chắc chắn là xuất khẩu, hơn nữa dự án này chủ yếu hướng về xuất khẩu thì nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới cái bao tiêu của PVN. Thứ hai nữa là những cái nguồn mà phải nhập khẩu thì chúng ta sẽ sử dụng chính sản phẩm của cái tổ hợp mới dầu này, thì như vậy nó sẽ tạo ra được một nguồn cung mới ổn định, giá rẻ và tăng cường sự cạnh tranh hơn nữa. Thế còn nếu mà thuần túy về lợi ích của mình mà kiên quyết phản đối thì chúng tôi cho rằng là cũng cần phải cân nhắc tới cái trách nhiệm xã hội cũng như tới cái lợi ích chung, đặc biệt tới cái xu hướng hội nhập của Việt Nam. Và cũng chúng ta cũng cần phải xem xét thêm nữa một cái thực tế, đó là trong thời gian qua đã có khá là nhiều những siêu dự án có trị giá cả tỷ đô la Mỹ khi vào nước ta thì rất là ồn ào, hoành tráng, nhưng rồi mãi không thấy triển khai, gây lãng phí tài nguyên và suy giảm niềm tin của người dân. Theo ông thì vì sao lại có tình trạng này và làm thế nào để dự án lọc dầu 27 tỷ đô la Mỹ tại Bình Định không rơi vào tình cảnh tương tự? Vâng, có lẽ đây là câu hỏi lớn nhất, quan trọng nhất, và có lẽ chính phủ cũng sẽ phải cân nhắc những cái phương án để trả lời cái câu hỏi này quan trọng nhất. Trước hết chúng tôi cho rằng là những dự án trước đây đã từng rất là siêu khủng, rất ồn ào nhưng lại rút lui không kèn không chống hoặc là kết thúc không quá hậu là do cái tính đầu cơ cao, cũng như những dự án nó nặng về bất động sản, và khi bất động sản chìm thì chắc chắn là các dự án nó bị bỏ lửng. Thế còn ở đây là một cái dự án về dầu khí, một cái dự án mà chúng ta đang có một thị trường tiêu thụ rất tốt, và thế giới cũng có một thị trường tiêu thụ rất tốt, và như vậy nó sẽ không ngại lắm vấn đề thị trường tiêu thụ. Còn để mà tăng tính khả thi ấy, chúng tôi cho rằng là cần phải giải quyết tốt mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là vấn đề về năng lực tài chính thực sự. Năng lực tài chính thực sự của chủ đầu tư là rất quan trọng. Ở đây chúng ta thấy rằng là mặc dầu tập đoàn này là tập đoàn hàng đầu của Thái Lan và đứng thứ 95 trong số 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, tuy nhiên trong cái vốn đóng góp của họ chỉ có 1/3. 1/3 là dành cho các đối tác chiến lược từ các cái nước cung cấp dầu, 1/3 dành cho Việt Nam. Thế thì rõ ràng ấy, là cái lượng vốn vay chiếm một cái tỷ trọng khá lớn, 50-60%, mà như vậy cần phải rất cân nhắc để tránh cái trường hợp mà không vay được vốn hoặc làm tăng cái áp lực nợ công của Việt Nam lên. Đây như là một trong những bài toán đầu tiên cần phải làm thật rõ. Thứ hai là vấn đề thị trường tiêu thụ. Làm sao đó để mà chủ yếu là xuất khẩu.
và chỉ tiêu dùng trong nước những cái phần mà các cái dự án hiện nay đang xây dựng, đang triển khai đã bị thiếu. Như vậy nó tạo ra một cái sự cân đối và tránh những cái hiện tượng mà gọi là gây rủi ro chính sách cho những cái dự án đang triển khai, và cũng như để tạo sự đồng thuận hơn cho sự hợp tác của PVN. Và thứ ba nữa là các cái cơ sở tầng cũng cần phải được triển khai tốt để nó đảm bảo dự án này được xây dựng và triển khai nó phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn, cũng như đảm bảo cái an ninh, đảm bảo sự an toàn và đánh giá tác động môi trường, cũng như đánh giá các hiệu quả kinh tế xã hội khác một cách nó toàn diện. Khi làm được điều đó thì chúng tôi tin rằng là nó sẽ đảm bảo tính khả thi rất cao. Vâng, và dự án 27 tỷ đô la Mỹ tại Bình Định chắc chắn là sẽ không rơi vào tình cảnh như là ông vừa nói ở lúc đầu, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã giúp cho chúng ta hiểu rất rõ hơn về dự án 27 tỷ đô la Mỹ hiện nay đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính khi mà góp ý về chủ trương xây dựng dự án lọc dầu ở Nhân Hội thì cũng cho rằng nếu dự án này được chứng minh khả thi, tiến độ hoàn thành sớm hơn các dự án khác đã được cấp phép, có lợi thế cạnh tranh hơn, thì nếu trình Thủ tướng xem xét phê duyệt chắc chắn là sẽ có nhiều ý kiến đồng tình. Và có nhiều chuyên gia kinh tế cũng đồng ý với quan điểm rằng quan trọng nhất là xem xét dự án một cách tổng thể, cân nhắc cả mặt lợi và hại, phân tích kỹ tính thực chất của dự án, khả năng huy động vốn và thực hiện của chủ đầu tư, tránh việc quy hoạch treo, còn lại tất cả cần dựa trên lợi ích của quốc gia để quyết định, chứ không nên thiên vị cho bất kỳ một doanh nghiệp nào.